Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài tới 4 ngày và nhiều người thì đã sẵn sàng cho kế hoạch đi du lịch của gia đình mình rồi. Và chắc chắn thông tin về tình thời tiết kỳ nghỉ lễ năm nay thì được rất nhiều người quan tâm. Vâng ạ, và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát bản tin dự báo thời tiết dịp kỳ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó, thời tiết miền Bắc phổ biến trời nắng, oi bức, còn miền Nam thì mưa rông vào chiều tối, nhưng không quá ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch của người dân. Theo đó, ở khu vực miền Bắc sẽ phổ biến thời tiết trời nắng, cảm giác oi bức. Đối với khu vực Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Bắc Bộ ngày 31 tháng 8 chủ yếu có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9, ngày nắng, chiều oi bức, đêm mưa rông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Đối với Trung Bộ, thời gian nghỉ lễ trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây, sáng và trưa trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 19 đến 31 độ, Nam Bộ từ 24 đến 34 độ. Thưa quý vị, xã Quang Vinh là vùng ngập sâu của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng trong đợt mưa kéo dài vừa qua. Trong các khu vực ngập sâu có trường tiểu học Quang Vinh. Vâng, và sốt ruột khi trường lớp thì bị ngập sâu trong nước, đồ dùng trang thiết bị hư hỏng. Thầy hiệu trưởng đã bơi vào trường để kiểm tra tình hình học. Và hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về rất nhiều lời khen từ cộng đồng. Theo đó thì những bức ảnh của ông Hoàng Văn Việt là hiệu trưởng của trường tiểu học Quang Vinh bơi vào để kiểm tra trường được chụp vào ngày 24 tháng 8. Thời điểm đó thì nước lũ bắt đầu ngập trường. Thấy lũ dâng cao, vì sốt ruột lo lắng cơ sở vật chất bị lũ cuốn nên thầy Việt đã quyết định bơi vào trường để kiểm tra, xem xét tình hình các vật dụng, trang thiết bị. Trước trận mưa lớn kéo dài ngày 22 tháng 8, nhà trường đã di chuyển bàn ghế trở lại vị trí cũ để chuẩn bị đón học sinh. Nhưng vì trời mưa kéo dài nên trường tiếp tục bị ngập sâu. Và với tình hình nước rút chậm như hiện tại, thầy Việt cho rằng sẽ rất khó để trường tiến hành khai giảng năm học mới như là chương trình bình thường của ngành giáo dục. Hiệu trưởng của trường tiểu học Quang Vinh cho biết cũng thấy rất bất ngờ khi thấy hình ảnh mình bơi vào trường lại được lan truyền tích cực trên mạng xã hội đến vậy. Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo thông tư mới về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Vâng, theo đó thì có 6 điểm mới đáng chú ý, trong đó có việc tăng tỷ lệ sử dụng kết quả học tập của học sinh ở lớp 10, 11 và 12 lên 50%. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong công thức tính hiện nay, kết quả học bạ chiếm 30% và chỉ dùng điểm lớp 12, 70% còn lại dựa vào điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh. Đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đỗ tốt nghiệp. Năm 2024, hơn 1,07 triệu thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 98,8% đỗ. Dự kiến việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 thay đổi theo hướng tăng tỷ lệ sử dụng kết quả học tập của học sinh ở lớp 10, 11 và 12 lên 50%. Việc thay đổi này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm mới, góp phần đạt được nhiều mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp. Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng theo quy định sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ nhưng không quy thành 10 điểm trong xét công nhận tốt nghiệp như quy định hiện nay. Từ đầu năm cho đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận điều trị cho nhiều trường hợp mắc sốt rét về nước từ châu Phi. Ở trong đó đã ghi nhận một số các trường hợp bị sốt rét ác tính. Vâng, bệnh sốt rét thì đang lưu hành tại nhiều tỉnh thành ở nước ta và sự xâm nhập của ca bệnh ngoại lai sẽ làm gia tăng nguy cơ cho cộng đồng. Các bệnh điển hình là trường hợp nữ bệnh nhân 34 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nước tiểu màu đen, vàng da và thiếu máu. Theo bệnh sử, trước khi về nước, nữ bệnh nhân làm việc tại châu Phi và khi về nước, người bệnh có biểu hiện sốt cao liên tục. Các kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh bị sốt rét và đã diễn tiến nặng. Bệnh nhân được hỗ trợ thở máy, sử dụng thuốc đặc trị và theo dõi điều trị tích cực. Và sau 3 ngày nhập viện, bệnh nhân đã cai được thở. Sức khỏe thì diễn tiến khả quan. Từ đầu năm cho đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và điều trị cho 14 trường hợp mắc sốt rét. Trong đó thì có 13 bệnh nhân nhiễm bệnh về nước từ châu Phi và một số trường hợp trong đó bị sốt rét ác tính. Cả năm 2023, bệnh viện ghi nhận 20 bệnh nhân sốt rét. Trong đó thì có 15 trường hợp mắc sốt rét về nước từ các quốc gia khác. Và năm nay thì số ca bệnh ngoại lai lại đang có xu hướng gia tăng. Và các bác sĩ cảnh báo là bệnh sốt rét vẫn đang lưu hành tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam, và đặc biệt là khu vực các tỉnh như là Bình Phước, Khánh Hòa hay là Lâm Đồng, và một số khu vực ven biển có vùng nước lợ. Và nếu bệnh nhân mắc sốt rét về nước sinh sống tại khu vực bệnh đang lưu hành có mũi Anopheles truyền bệnh sốt rét thì sẽ tạo ra nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng rất lớn. Để ngăn chặn nguy cơ sốt rét ngoại lai xâm nhập, người dân đến từ các quốc gia đang có dịch sốt rét lưu hành cần phải chủ động phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Những trường hợp về nước nếu có biểu hiện của bệnh sốt rét như là sốt, ớn lạnh, tiêu chảy, đổ mồ hôi, đau bụng, suy hô hấp cần đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, thời gian vừa qua thì có xu hướng bạn trẻ thích thú với trào lưu đứng trước camera ống kính, camera giao thông khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô Trung ương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Vâng ạ, việc dừng đỗ xe sai quy định và đôi khi là bất ngờ sẽ gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của rất nhiều người khác, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết đoạn đường xảy ra tình trạng trên là đường Triệu Quốc Đạt thuộc phường Trần Hưng Đạo và đang chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền để có thể nhắc nhở hành vi này. Theo đó, vào buổi tối, rất nhiều nam nữ thanh thiếu niên khi đi qua đoạn đường này đều dừng lại trước ống kính camera giao thông để được ghi lại hình ảnh. Điều đáng nói, khu vực này nằm dưới lòng đường, rất dễ xảy ra tai nạn khi nhiều phương tiện dừng đỗ. Theo vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, hiện nay có một ứng dụng tên là iHanoi app. Người dân có thể truy cập vào ứng dụng này rồi vào mục camera giao thông để xem được hình ảnh từ các camera giao thông đó. Nhiều bạn trẻ hiện nay thì có trào lưu là tạo dáng trước camera giao thông rồi vào ứng dụng này để cắt lại hình ảnh. Việc nhiều người tập trung đông dưới lòng đường rất nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ủy ban nhân dân quận sẽ giao lực lượng chức năng kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn trật tự tại khu vực nêu trên. Thưa quý vị, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của người dân tăng cao, việc đặt phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng trực tuyến trở thành sự lựa chọn phổ biến vì tính tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên thì tình trạng lấy hình ảnh của các resort, khách sạn, sau đó lại lập các cái trang web, fanpage, Facebook giả mạo chính cái resort đó, rồi lừa khách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt thì cũng đang diễn ra rất là phổ biến. Cụ thể, một chủ kinh doanh homestay ở Đà Lạt chia sẻ, họ từng tiếp nhận rất nhiều lượt khách đến homestay nhưng mà khi kiểm tra thì lại không hề có thông tin đặt phòng. Và khi khách hàng mở tin nhắn xác nhận đặt phòng thì homestay mới phát hiện ra đây được gửi từ các fanpage giả mạo. Không chỉ các cơ sở lưu trú, nhiều đối tượng còn mở rộng chiêu trò đến các nhà xe, vé máy bay và bán vé giả cho khách hàng. Những đối tượng này còn dùng tương tác giả cũng chạy quảng cáo để dễ tiếp cận và đánh lừa khách hàng. Và những kẻ giả mạo thường xuyên yêu cầu khách hàng đặt cọc từ 30 đến 50% để giữ phòng. Có nơi lại yêu cầu chuyển toàn bộ để giữ chương trình khuyến mại. Và sau khi nhận được tiền đặt cọc thì các đối tượng lừa đảo chặn tài khoản và cắt đứt liên lạc với các bị nạn. Cơ quan chức năng khuyến cáo để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên, khách du lịch cần phải tìm hiểu kỹ về thông tin và nên lựa chọn dịch vụ đặt phòng của những công ty uy tín hoặc là qua các app du lịch nổi tiếng. Vâng, bên cạnh đó thì khi đặt phòng, vé xe, khách du lịch thì cũng cần cảnh giác khi mà nhận được những lời mời chào với mức giá rẻ hơn từ 30 cho đến 50% so với giá chung của thị trường. Đặc biệt hết sức chú ý khi mà đơn vị yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để mà giữ chỗ. Nếu có thì chỉ nên thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp nếu không thông qua công ty du lịch hay ứng dụng du lịch để tránh bị lừa đảo.